hàng lên xe xong là em đi giao hàng. Giờ em cũng chuẩn bị lên xe để mà đi. Giờ thì trên đường em đi, em sẽ review cái con đường của em đi rất là dài. Đây qua bển là 1 tiếng 10 phút mới tới nè. Nếu mình chạy lẹ thì 45 phút. Nhưng mà em không dám chạy lẹ, em đi rất là chậm. Đầu tuần thứ hai là em đi một chuyến, cuối tuần em đi một chuyến, một tuần là em đi hai lần. Tới Hù em không về, em không trả hỏi sao mà đi tới Hù ạ, tại thấy chỗ nào đẹp đẹp rồi ghé chơi chừng nào xong rồi mới về. Ông nói biết rồi đi, ông cũng quen, ông cũng không điện thoại luôn. Ông nói thôi muốn đi giờ nào về thì về, tại thấy vợ đi thích chỗ nào đẹp thì cứ quay cứ làm clip đó, thì em cũng không có thời gian nữa, thì em lúc nào rảnh em mới đi làm clip. Nhiều khi trên đường đi nè, rảnh em cũng quay thôi chứ em cũng đâu có thời gian rảnh đâu. Cảnh đẹp là em quay à. Mấy anh chị xe em hay nhớ cho em một like nha. Rồi em có động lực để em đi thấy nhiều cảnh đẹp của Đài Loan, em sẽ quay cho anh chị xem bình thường. Vô trong này nữa là tới công ty rồi. Đem hàng xuống xong còn phải đi lấy mấy chỗ thêm nữa. Ở bên đây á, hàng á là người ta có máy người ta đem xuống cho mình hết, mình không cần phải bưng nha. Bây giờ phải chờ đợi cái anh này anh đem hàng. Để tới công ty này á thì đem hàng xong rồi ký giấy xong là em được đi về rồi. Giờ này cũng xong việc rồi, giờ chuẩn bị ra xe đi về. Trước khi đi về còn phải ghé lại mấy công ty kia lấy hàng thêm nữa, lấy về đặng ngày mai đặng mình chuẩn bị giao cuối tháng này. Bây giờ em nói bụng lắm, nói bụng rồi, đi từ sáng giờ không có ăn cơm nên giờ ghé cái chỗ Mai Tấn Lão mua hành, mua khoai tây. Ở đó nó có bán khoai tây, nó bán ham bào, mình mua cái đó ăn. Mình thích đi xe lại đây mua nó tiện. Giờ thì vô cái quán này ăn.
sườn hẹo kênh chi khoai. Dùng khoai chi khoai mà. À, chiếc hè hào là. Dùng quay lâu đi. À, dạng quay hào là. Ờ. Nhìn đâu. Nhìn đâu khờ là. Ờ. Em chết cả thanh vậy. Hả? Đây là tổng cục. Sao mấy xưa? Kim á, rất là đẹp nha. Nhộm cái màu nó đẹp ghê không? Bây giờ anh lấy ra. Cũng như mình vàng mình nhộm bạch kim vậy đó, cái này người ta nhộm vậy nè. Đẹp không? Đó, nhộm xong rồi đem ra nó rất là bóng luôn, cũng như đồ bên đây cái gì nó cũng phải nhộm đen rồi nhộm trắng. Cái này là nhộm trắng nha, nhộm cũng như vàng mình nhộm bạch kim mình nhắn nó bóng không? Bỏ vô trong đó xong nhộm đem ra rất là đẹp luôn. Hàng của em đem lại đây là nhộm như vậy đó, đặng mà nó đem ra nước ngoài á, cái này là bán năm này qua năm nọ nó không có bị xé, để mình không nhộm là nó sẽ bị xé. Cái này ông làm nó đẹp ra rồi, giờ về đem bao đặng đem giao cho khách. Đây là người ta tự một bên lên trên này.
đây hà nó đẹp như vậy đây, hồi sáng nó đen thui hà, bây giờ nhộm ra nó đẹp như vậy. Bây giờ thôi em chuẩn bị về để mà em bao đồ nha, giờ em đậy lại để trời mưa. Giờ thì em cũng xong việc rồi, chiều nay thì em cũng về chuẩn bị nghỉ ngơi cả ngày rồi. Chào tạm biệt anh chị nha, hẹn gặp lại anh chị video lần sau. Anh chị thích cái video này nhớ cho em một like nha.